món bò cuộn nấm kim châm. Và bây giờ con sẽ giới thiệu nguyên liệu. Đây là nấm kim châm, hành, lá, bò, tôm, rau củ. Và bây giờ bà ngoại con sẽ bắt đầu cuốn thịt bò nha. Con có đậu nướng tôm đây. À, bà ngoại cuốn. Con nướng tôm. Con sẽ nướng tôm nha ông bà cô chú. Cô chú đi nướng tôm nha. Con đi lại nướng tôm đi. Cảm ơn. Chín rồi, mời ông bà cô chú cùng ăn, mời cậu mời Kiệt cùng ăn. Mày ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Gọt đi rồi ba mới lấy đi cho. Mà con chú cũng ăn. Rồi đi không kịp. Mời các bạn nha. Tôm tươi ăn rất là ngọt luôn nha các bạn. Ngon. Rồi rồi chấm đi. Mời ông bà cô chú cùng ăn. Người bán miếng thịt bò nha. Tôm tươi nó ngọt, rất là ngon luôn, nó giòn. Ngon. Thịt bò ngon, thịt bò này ngon. Ngon bà cứ chút ăn. Ăn một chấm ngon, ngọt ngay. Ngon à? Ngon. Đang ăn buffet tại nhà nha các bạn. Buffet à? Thịt bò ngon. Quá ngon. Ngon, nấm ngon. Mời ông bà cô chú ăn. Ăn rồi.
chấm ngon. Bà con chú cùng ăn đơn nha. Ăn miếng cà nướng. Ngon. Ngon. Cà nướng ngon. Ngon. Ớt này là ớt chuông. Rất là ngon nha mặt cô chú. Thêm miếng mặn. Ngon. Ngon. Cà thấy không? Tím đúng. Ngọt ngay rồi. Bò nướng ngon. Bò ngon. Ngon quá cái bò chiếc. What? Ừ. Bò ngon. Chấm gì nhiều vô. Chấm nhiều vô ăn mới ngon. Bà con chó cũng uống nước. Ngon. Trời ơi, lá chè. Tôm đặc không? Nhưng con khét. Khét khét cũng ngon. Nó béo. Hả? Đầu tiên ăn nấm luôn hả? Ngon. Nấm dùm chăm hay cuộn bò, cuộn thịt bò mình nướng ăn là ngon luôn. Món này tiệm buffet nào mà không có. Mời bạn ăn tôm đó nha. Ngon. Mời ông bà cô chú cùng ăn tôm. Bây giờ đến đây hết cấp rồi, nếu ông bà cô chú và các bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký ủng hộ con nha. Bye bye. Bye bye.